Rồi, hello anh em. Hello anh em. 7 anh em xem rồi. 360 mảnh kịp không thầy? Cố lên Nhật ơi, chắc kịp á. Cố lên nghe với Nhật, chắc kịp á. Lặn đâu bữa giờ vậy? Cái này không có chỗ like mấy đứa ơi, thông cảm. Cái này cái phòng like bị chiếm rồi. Bởi vì chuyển vô phòng thì like lớn quá thì gon ngủ không được. Like lớn tiếng quá gon ngủ không được mấy đứa. Bởi vì muốn like mà like cũng không được. 8 anh em rồi. Lên đông đông anh em ơi, lâu rồi. Chắc bị bóp nữa rồi. Chắc bị tóp tóp nó bóp nữa rồi đấy. Đang có 9 lan này nè. Xì ta. 9 anh em rồi, lên lên đông đông đi. Cho con vô lan được không thầy? Chừng nào có người yêu đổi tên. Muốn cho dữ lắm mà không được. Cái này là phải hỏi qua anh Trang mấy đứa. Mấy đứa phải hỏi qua Trang, với lại mấy đứa phải nhanh tay mấy đứa ơi. Hiện tại lan đang là 47 trên 50 nè. Ở quên có chiến lan Trang phá rồi. Có chiến lan là anh Trang nó phá mất tiêu rồi. Không cho vô đâu. Mấy anh em thông cảm nghe, gán nghe rõ nha, tại vì nói chuyện nhỏ, gọi nó ngủ rồi mấy đứa, nó lớn quá gọi nó thức, nó lớn quá là gọi nó thức không được. Full gồng chưa? Chưa đâu em. Full gồng là ý với mình nói là full gồng hay là full gồng sự kiện tê? Anh thì gồng là chắc ăn không bao giờ full nổi. Hiện tại anh chỉ có là 917 trên 1123 con thôi. À, hiện tại chúng ta có số gồng là 1.000, tổng là 1.123 con, mà thầy đang có là 917 con nha mấy đứa. Mai thầy có nghỉ, có mai nghỉ mấy đứa, nhưng mà mai ngày mai là phải sáng chở tóc tóc đã lọc một số bình luận. Mấy đứa comment cẩn thận vào nha, tóc tóc nó lọc bình luận đó. Đó, mấy đứa comment cẩn thận vô nghe. Tóc tóc nó lọc bình luận nó mới vừa nói đó. Game gì với thầy? Granmania là dành nha em. Mai được nghĩ là muốn like, nhưng mà mai chở gon đi chích ngừa nha mấy đứa. Mai chở gon đi tiêm ngừa. Để coi về sớm thì sẽ like sớm luôn. Phải không tiêm là like đã, like từ sáng tới chiều rồi like bù lại. Hiện tại thì mới chỉ có level 79, mấy đứa chưa tới 80 nữa nè. Gán đi tới 80. Đi xong này chút mở vé luôn anh em ơi. Rồi hello bé Hào luôn. 16 anh em xem. Rồi. Cho coi đội hình của thầy đi thầy. Đợi xíu đi em. Đội hình của anh cũng bình thường chứ không có gì chân. Chỉ đánh đanh là chỉ là đội hình con ly, con Ritma, với lại con Homala, con Motu. Chưa. Rồi hello bé Nốt luôn. Hello bé Mạnh. Hello bé Nốt. Hello bé Mạnh. Chăm con đi thầy ơi. Cái này like không được mấy đứa.
Cái này để John ngủ. Gì ta? Để con ngủ mới mới like được không à? Cái này để con ngủ mới like mấy đứa ơi. Gần tháng em like gần chục con chưa ra. Phúc e lành. Bé Phúc ơi gán like bé Phúc ơi. Cố gắng like lên em cho nó lên level 16 20 gì đó. Cái cặp like cho lên level 16 20 đó, nó sẽ cái tỷ lệ nó sẽ ra cao hơn. Ủa thầy không like bên cái phòng của thầy hả? Cái phòng nó bị chiếm rồi. Cái phòng nó bị chiếm bởi vì mấy like không được nè. Chứ cái phòng đó mà cái này đang bực bội cái vụ cái phòng đó không có cái phòng like. Cái này cái phòng nó bị chiếm rồi. Chứ ông hồi là like đã luôn rồi, ngày nào cũng like hết trơn rồi. Mấy anh em thông cảm nha. Em toàn like Stardust. Em định lấy ba con đi theo với ba con một ca Starlet không biết kịp không. Bé Hùng cố gắng lên. Hôm qua đang like sao tắt. Gon khóc. Gon nó khóc không. Rồi bởi vì mới tắt. Nó ba gai á mấy đứa. Nó ba gai á. Rồi bây giờ là phải đợi Gon ngủ nè. Bởi vì mới like trễ gì nè. Bây giờ đợi là Gon ngủ vì mới like trễ mấy đứa. Ba mốt chán quá thầy, em sắp thi cuối kỳ 2 năm 12, thêm combo thi sử ngán quá rồi luôn rồi. Giờ cố gắng lên 12 á, 12 cái giáo trình 12 nó quải lắm mấy đứa ơi. Giờ nhớ lại thầy cũng quải nữa. Mà hồi đó thầy đỡ một chút là hồi hồi đó là thầy chơi nhiều hơn mấy đứa. Còn bây giờ mấy đứa chơi ít xịu rồi học nhiều quá. Hồi đó thầy chơi nhiều học ít. Mà thầy cũng ngu rồi mấy đứa ơi. Hồi đó chơi nhiều học ít mà thầy cũng ngu cũng chết luôn. Thi được nhiêu điểm quên mất tiêu rồi. Thi mấy môn đó mà được 36 điểm dễ đậu. Làm em hoang mang, hèn chi tối hôm qua thầy tắt. Đúng rồi. Mấy đứa tưởng nó bị sập hả? Mấy đứa tưởng bị sập hả? Tiêm vô mấy đứa ơi, tiêm vô cho nó tương tác lại cái này. Cái này mắc tương tác dữ rồi anh em ơi, tiêm tiêm vô cho nó tiêm tương tác lại mới được. Mấy đứa gắng tiêm nhiều nhiều vô nha. Em level 70 mà đội hình level 36 toàn mượn gồng leo map. Nè, level 70 phải không? Em cái level người chơi 70 là gồng em cũng phải có con xịn rồi đó, phải ngon mới được mới đúng á. Em phải để làm cái team của em từ giá bây giờ là phải ba con là chín nguyên tố. Chứ không hồi là em bị gãy nguyên tố đó, với lại em bị gãy liver nữa đó. Liver là phải nâng đều. Bị tóc tóc nó cắm. Gon nó khóc lớn quá. Nó ba gai rồi nó khóc rồi mất công nữa. Bởi vì thôi ớp luôn. Hai mươi lăm còn có 25 anh em mà. Ai, chán quá mấy đứa ơi, không biết nào mới trở lại cái phòng được like được. Phòng hiện tại bị chiếm rồi, bực bội quá. Em định chơi con ne đơ to là con gì ta? Thầy được mấy con? Hai con, mới có hai con à. Chắc không lấy thêm nổi cái con cuối, mấy đứa tính lấy thêm con cuối mà chắc không đủ quá. Không đủ lấy con cuối. 27 anh em mà tiêm vô anh em ơi, 2k4 tiêm mà anh em ơi, cố lên. Ơi ngày mai á, ngày mai mà phải đi tiêm cho thằng Gon mà đi về sớm đó mấy đứa, là về chiến liên quân. Chiến liên quân vui á.
chiến liên quân mà cái kiểu mà chơi như bữa hổm gì đó mấy đứa. Rồi Thanh Kiều bé Thanh nghe, Thanh Kiều bé Thanh, Thanh Kiều bé Si Siki, Thanh Kiều sao em thấy con tê cứ yếu yếu hơn con đê nhỉ? Con tê chính xác là con tê nó yếu hơn con đê với con a nha. Con tê nó đâu có mạnh được như con đê với con a đâu, nhưng mà tại vì con tê nó bút cái tê được, nó bút tê được, nó bá chỗ đó thôi chứ thật ra nó yếu xìu à, nó đâu có mạnh mẽ gì đâu, nhờ có cái tê đó chứ không thôi là nó bèo luôn á. Múc ban ăn hành mà vui gì nổi thầy, biết sao giờ em ơi, kệ đi. Chơi gì nó mới vui, à, trước giờ tưởng tê mạnh hơn đê, giáp tê chỉ mạnh và châu khi bút đắc vào. Đúng rồi, bút đắc vào nó mới châu nha, chứ có khi là mấy đứa dùng giáp tê chứ thật ra nếu mà không có đắc á, là mấy đứa nhìn, nó ngủm cù đèo luôn. Thanh Kiều bé Thanh nghe một cái bánh chưng. Bánh chưng đúng rồi, bánh chưng là bánh niêu á, bữa nay tớp tớp nó ra cái bánh chưng mấy đứa, bánh niêu đó, nó ra bánh niêu đó. Hay để dành chờ tê với đê, hay để dành chờ tê với đê là sao? Không, bây giờ mấy đứa mở vẫn được mà, chín chín mở được rồi, đội hình thiếu đắc cứ yếu yếu. Đã nói rồi, bây giờ là có năm cái nguyên tố VIP, đó chính là ADT, ADT với lại đắc nước. Nhưng mà thêm một cái nữa, voi hay là xét gì vẫn được nha em. Thêm voi xét với lại like. Up game được 2 năm rồi, tự nhiên tải lại thử, thử thấy cuốn quá. Chứ sao, bây giờ game đang rất là cuốn nha anh em, cuốn như bánh tráng cuốn luôn. Thêm con tê nữa, không có con đê nào. Hết sự kiện này tới sự kiện đê nha em, hết sự kiện tê tới sự kiện đê, sự kiện đê lại đi chung với đê nha. Ôi với bê nha. Rồi hello với Chí Anh luôn, 3K tim mà mấy đứa ơi, tim vô mấy đứa ơi, còn có 25 anh em xem mà, tim vô cho có nhiều anh em xem nha. Cỡ này nghỉ like tự nhiên nó bóp luôn rồi, nghỉ like cái top top nó bóp tương tác quá trời anh em ơi. Tìm vô mấy anh em ơi, thành kiểu mấy anh em tìm nhiệt tình vô nó mới đẩy cái video mình lên trên đầu lại mới được. Trời ơi cái bữa đó like ngon gì dâu luôn, cái bữa hổm mấy đứa nhớ like mà lên được 100 mấy chục view không, bữa đó là top top nó đang đẩy video lên luôn mà cuối cùng không có like lâu được đó. Bởi vì nhiều cái nó bực bội. Lâu lâu nó đẩy cho mình lên mà không có lên nổi nữa. Không có D mini với sự kiện A trong hè. Không có sự kiện D mini. Ờ đúng rồi, hết T nè, tới D nè mấy đứa. Hết T này là chúng ta sẽ tới D với lại B á. Rồi xong cái D đó là tới sự kiện A nha. Mấy đứa đón thử sự kiện A là con gì tới à. Không biết là gái nó sẽ cho cái con niêu hay là nó cho những cái con cũ combat này. Mong là nó sẽ cho lại mấy cái con cũ đi, giống như là nó cho con voi đi. Bây giờ hiện tại đang thiếu con voi. Trộn Thanh Kỳ với Thanh, Thanh Kỳ với Thanh luôn, vòng tay đội 6 cái vòng tay Thanh Kiều em luôn. Cảm ơn bé Thanh xô mệt. Sự kiện này còn lâu không? Sự kiện này còn có tuần này, ngày mai thứ sáu. Ủa ngày mai là thứ ngày mai thứ năm hả ta? Ngày mai thứ năm, thứ sáu, ngày mốt mới đứa, ngày mốt nữa là bắt đầu là hết tuần sau là hết sự kiện này luôn rồi đó. Hết tuần sau là hết sự kiện này mới đứa, là xong phim rồi đó.
Sự kiện em nghĩ là chùm ánh sáng, nhưng mà chùm ánh sáng mới không đâu. Ánh sáng hình như là nó sẽ bắt cái con lửa. Ủa, con lửa nó bắt rồi không ta? Con lửa nó bắt rồi, vậy là tới con gì? Metan cũng bắt rồi luôn nè. Rồi đáng lý ra là con nước, mà con nước nó đang đang cho con nước niu. Đúng rồi đó, cỡ ánh sáng gì đó mới được. Ánh sáng nó sẽ cho con ánh sáng niu hay gì đó, chắc nghĩ là vậy á. Còn không thì nó cho là mấy con cũ đi. Rồi hello Minh Đức luôn. Nên chơi tê ánh sáng hay tê voi anh? Voi em ơi, tê voi. Tê voi đi, tê voi nó ngon. Thì ánh sáng với voi nó cũng cỡ 19 10 à. Nhưng mà voi thì nó ok hơn, voi nó có thể cướp được. Suy hả anh? Suy hả anh là gì bảo? Nó sẽ lặp lại theo những sự kiện A đầu tiên. Thì có lẽ là vậy á. Em đã từ bỏ sự kiện này. Em lấy được mấy con mà từ bỏ sớm vậy? Lấy được mấy con mà từ bỏ sớm vậy? Muốn bệnh á. Ừ, muốn bệnh này nè, đau cổ. Bị đau cổ với bảo ơi. Đau cổ quá. Được hai con mệt mỏi quá nè. Anh cũng được hai con nè mấy đứa. Hai con mà thử gán coi tới đâu hay tới đó, không mô là cứ đi lấy nguyên liệu gì thôi chứ biết sao giờ. Rồi ngẫm xong phim. Ba cao bảy tim rồi mấy anh em ơi, tim vô anh em ơi, cho nó đẩy buổi live mình lên lại. Cái này nghỉ mới có mấy ngày mà nó tấp tấp, nó bóp tương tác dữ rồi. Được một con là muốn sụm nụ. Đanh từng này khoai quá, từng này anh bỏ tùm lum hết trơn mấy đứa, anh bỏ chuỗi hết trơn luôn. Vậy live siêu ốp nghỉ ngơi anh ơi. Ok, bé bé bảo anh sẽ live xíu rồi nó. Để em đi lấy vé này xong rồi chúng ta vào mở vé luôn nha. Mèo ơi sao mà đi riết không được gì luôn. 30 anh em xem rồi. Rồi chúng ta tiến vào mở vé nè. Sẽ tiến vào mở vé lẹ luôn nè. Xây miêu kè 31 kìa, tìm vô anh em ơi, tìm vô đó, có nhiều anh em lên rồi đó. Tìm vô anh em ơi. Rồi ok. Cái này do ông Thịnh mắc học nên không chơi phụ thầy thôi. Đúng rồi, cái này Thịnh nó cũng đang 12 mà mình đâu có, anh cũng đâu có hối Thịnh đâu, cũng như là chơi được nhiêu còn nhiêu là bỏ, cứ bỏ đi. Lấy hai con là cũng ok mấy đứa. Lấy hai con cũng ok lắm rồi. Bởi vì được nhiều được, không có thì bỏ chứ biết sao giờ. Thịnh nó cũng cuối cấp rồi mấy đứa ơi, cuối cấp cái nào nó cũng quan trọng chứ. 12 là nó quan trọng á. Nó cũng là cái bước đệm cho mấy đứa nhảy vô đại học dễ. Không tham. Làm sao để kiếm vàng nhiều, anh không đủ vàng để trồng cây. Kiếm vàng nhiều hả? Hai con đó ngon cho, ngon trong bốn con. Đúng rồi bé Bảo, ngon ngon nhất trong bốn con rồi. Con Michelle với lại cái con Phantom với mấy đứa là chùm rồi, chùm nhất rồi. Nó chỉ đứng sau con chùm thôi. Kiếm nhiều vàng á, kiếm nhiều vàng bây giờ là em chỉ có nước mà em đi đi map thôi. Em đi map hoặc là em like Stardust á, em nuôi Stardust á. Em nuôi Stardust nhiều đẻ vàng dữ lắm. Stardust nhiều nó đẻ kinh khủng luôn. Thầy ơi, em nên
bay gói 2K1 400K, 2K1 400K hả? Ủa 2K1 400K, 400K. Ủa 400K 2K1 có đâu ngon vậy? Đa à, trong đây hay vậy? Đi coi. Phải không? À đúng rồi nè. Ngon 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 mấy đứa, cái này ngon nha. Ngon mà, cái này thấy ngon mà. Nó chỉ không ngon ở chỗ là giống như là mấy đứa bay cái này mấy đứa không có lên VIP. Hình như là bay cái này không có lên VIP, chỉ có mấy đứa bay sò mới lên VIP nha. Mấy đứa bay sò mới lên VIP, còn này thấy được mà. Thầy đánh map tới mod night map rồi, đúng rồi. Ừ. Gói trưởng thành lấy voi cướp hay hồi HP anh? Lấy voi cướp với em, cướp nó ok nha. Cướp là vừa vừa cướp mà vừa hồi HP cho cái con đó luôn. Còn cái mà hồi HP cho toàn đội nó yếu xìu à. Mấy đứa biết biết đánh đó, thì mấy đứa sẽ boost được máu cho toàn đội full luôn. Còn nếu không thì ngẫm của đèo đó. Đi xa. Gì còn có 25 anh em xem mà ta. Bóp dữ dạ. Sao mà gái bóp dữ mà. Ủa tớp tớp bóp dữ không biết nữa. Tớp tớp bóp thầy dữ rồi mấy đứa ơi. Rồi 19 anh em luôn. Bó tay lâu lâu mới like. Ơ với lại like trễ mấy anh em ơi. Mà ngày mai nghỉ mà ta. Ngày mai nghỉ mà sao không. Mấy anh em không không lên xem gì hết á. Chắc cũng không thông báo đi. Liver cao cao hồi được nhiêu đó HP nó dành cái cũng đi. Cái chiêu voi á mấy đứa biết cái chiêu voi mà hồi HP á. Hồi HP á là khi mà mấy đứa không có được bút D, không có được bút D á thì mấy đứa không có bút D phải không, mấy đứa bỏ một lượng bút D cho nó, thì khi mà máu của khi mà HP của ba con mấy đứa đang đang tụt xuống đáy xã hội dưới phong thì mấy đứa sẽ bút một cái là nó sẽ đầy máu hết tất cả, đầy HP hết tất cả ba con luôn. Nhưng mà hiêu lắm, tại vì á mấy đứa không có bút D nó mới là hồi đầy, còn khi mà mấy đứa bút D rồi hồi không có đầy, giống như là HP của ba con đang tụt cái dưới còn nhiêu nè phone đó, mà mấy đứa nó vẫn còn D, khi mà nó vẫn còn D á nó bút lên, nó bút nó đi cướp á là nó hồi lên được chút gì nè. Còn khi mà mấy đứa không có D đang bút cho nó luôn, cái nó đi đánh đánh voi á là nó sẽ đầy cây nha, nhưng mà khó lắm, khó canh được cái đó lắm. Thấy đa số hay ngẫm trước à. Hồi voi hồi HP không ngon, đúng rồi, voi hồi HP ngon, voi chỉ cướp thôi. Cướp với lại hồi HP cho cái con, cho một con thì ngon, cho toàn đội là không có ngon nha. Em cướp toàn đầy cây không mà anh. Em cướp toàn đầy cây là không có bút D, chứ nếu mà có bút D rồi không bao giờ em cướp cướp đầy cây được. Đổi mắt 15 kim cương phí. Đổi cái gì vậy, bé Siki? Anh em cứ vào trải nghiệm đi rồi ngộ ra thầy nói gì. Cũng đúng. Anh này nói hay nè. Anh em cứ vào trải nghiệm đi rồi biết là thầy nói gì á. Bốn k sáu ơi kìa mấy đứa ơi, 4K6 tim rồi mấy đứa ơi, cố lên mấy đứa ơi. Em năng lung tung không sao đâu, kệ cứ năng lung tung đi rồi từ từ em sẽ ngộ ra thôi nha bé bé bé
bé gì, bé bé Hoàng, bé Hoàng Hoàng Thiên Đế, Hoàng Thiên Đế tên nghe biết dữ dằn chưa? Bay hai con bóp 10% vàng 2 giờ đang nằm trong top 10 ven tia kim cương thì đáng. Trời trời, bay hai con cũng nó uổng. Mấy đứa bây giờ đừng cứu bay bót. Bây giờ chỉ nếu mà bây giờ nói thẳng luôn á, muốn bay á, là mấy đứa phải bay cái con 5K, bốn con 5K là 20K. Cái đó mới gọi là bay. Chứ bây giờ mấy đứa đừng có bay mấy con kia, uổng lắm, uổng kim cương lắm. Mấy đứa đã dành kim cương đi sự kiện hay là đi đi giống như là cái dạng như khiếp khiếp đanh á, mấy đứa đánh đanh ok, mấy đứa khiếp đanh đi á, thì ngon. Chứ mấy đứa đi đi bay mấy cái con boss đó bây giờ uổng lắm, nó cũng không có lên được bao nhiêu đâu. Top kim cương của em level 72, VIP 1 tiêu 30k. Trời đất ơi, dữ gì, tiêu gì dữ ta, 5k một tim anh em ơi, lên anh em ơi, 29 em xem rồi. Thầy bút nhiều vậy không sợ xét lỏ hả? Bút nhiều cái nào? Bút nhiều cái nào ta? Bút nhiều cái nào? Dương Minh An nói gì vậy? Năm k một chú ơi, 5K1 tim anh em ơi, cố lên anh em ơi, tim vô tim vô cho nó đẩy buổi buổi like chúng ta lên lại coi. Thường thì sẽ like 8 giờ nha mấy anh em, là bút khiên với chiêu của hệ D à. À qua rồi, xét qua rồi mấy đứa, xét mới nãy xét cái chỗ tứ đại thiên vương qua rồi. Qua tới Đại Thiên Vương rồi mấy đứa ơi, anh chơi bao lâu rồi? Bé Cam ơi, anh chơi được cũng 8 năm rồi hả ta? Năm 2016 tới giờ á. Xin tên game Gaganmania Legend em ơi. Anh em nào mới tới kênh lần đầu cho thầy xin một follow kênh nha. Ai tới kênh lần đầu cho thầy xin một follow kênh anh em ơi, thank you mấy anh em rất nhiều. Mấy anh em thông cảm là hôm nay nói nhỏ nhỏ mà chắc mấy anh em nghe được. Ngoài 30 rồi, 30 anh em xem rồi. Nếu mới chơi thì tích năng ổ trứng, đúng rồi, đúng rồi. Ổ trứng á, em ăn ổ trứng trước đi tính gì tính. Ổ trứng mới chơi rồi. Rồi cảm ơn đã follow luôn anh em nào mới follow. Thanh kiểu anh em nào mới follow kênh nha. Em mới cài đồ ăn úp con ô da lên 120. Giờ đuối quá thầy. Mấy đứa nghĩ đi, úp một con lên level 120 thì mấy đứa tính đi, dàn 500 mil, dàn 500 mil với mấy đứa có ít đâu. Hai con là mấy đứa thấy hết hết một 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 tỏi rồi đó, thấy hết một tỏi của mấy đứa rồi đó. Up được ni theo với tơi voi rồi thầy, quá im luôn, quá im luôn bé Phóc ơi. Nâng lên 3 nha. Ơi người nâng sao ok chưa, nâng sao tới đâu rồi, nâng full sao chưa? Nâng sao cái nữa còn dữ nữa. Up liver là một chuyện rồi, mấy đứa nâng sao là một chuyện nữa, chuyện quéo quéo luôn, nâng sao là quéo dụm luôn. 6k tim anh em ơi, 6k tim rồi, cố lên anh em ơi, 10k tim anh em ơi. Kiếm si mệt, đúng rồi, thêm si nữa chứ. Cài phút bằng hết sức bình sinh. Chính xác. Em cũng gần phun sao chùm tơi lá gì nhanh với bảo. Trời đất ơi, mới đây mà.
Báo này công nhận nó chạy gì mà hệ điều hành giờ đờ ê ngẫm 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 siêu ngẫm rồi siêu ngẫm rồi. Con Na cha em liver 80 mà Âu da 120. Ôi sao em nắng gì cậy vậy, lệch rồi. Eo ơi em nắng kiểu gì mà con 80 con 120 chẹn. Ôi nắng không được e. Lệch rồi, lệch rồi. Lệch lắm rồi. Hệ điều hành IT. Hình như tơi lửa dễ lấy nhất phải không thầy? Tơi lửa cũng có dễ đâu. Tơi lửa thì mấy đứa cũng phải kiếm 1K thôi. Gãy rồi, mấy đứa bị gãy banh nao rồi. Trời đất ơi, một con 80, một con 120 rồi chứ này đi sự kiện, tới sự kiện D là gãy nè. Tới sự kiện D là coi như em là gọi là banh nao rồi đó. Năng lệch mà cái con liver cao nhất. Ngỗng đúng rồi, ngỗng là đi hết trơn luôn. Đây nè, còn đi castle chi mấy đứa đi castle á. Mấy đứa đi castle là mấy đứa ngủ ngủ nữa nè. 6K1 team anh em ơi, anh em cố gắng team lên anh em ơi. Team lên cho top top nó đẩy cái view like chúng ta lên. Khả năng ông bạn sale con chấm. Tôi nghĩ con ô da đầu bước cho tụi kia cũng không 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 sai lầm, sai lầm tuổi trẻ rồi. Dương Minh An ơi. Dương Minh An em nghĩ gì là sai rồi. À, Dương Minh An nói là cái con ô da sẽ bước cho toàn đội, sai sai lầm, em bị sai lầm rồi. Khóc thét luôn đây nè, tới gì nữa đi em thấy cảnh nè em khóc thét luôn. Đi sự kiện đê gãy chuỗi chân nè. Chiến sinh nạp cái bằng liver thì bút đê mới đều được. Đúng rồi, cái hiệu ứng gồng lờ có tác dụng gì? Gồng lờ bây giờ không biết nói làm sao nữa mới đó. Hiệu ứng gồng lờ bây giờ nó không có còn cái gì nữa hết trơn á. Gồng lờ giờ không biết được nói làm sao nữa. Con lờ tháng này không em, con lờ tháng này đang có 72 hay giờ. Giống như dạng như nó có nước á, nó có nước cũng cũng ổn áp nhưng mà cái đam của nó thấy không không có ok mấy nha. Đam nó thấy không ổn áp mấy. Mở à, quên mở thẻ. Quên 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 vụ mở thẻ nữa. Rồi tự nhiên ra vô đánh cái đánh 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 lý lịa. Rồi vô mở thẻ mấy đứa ơi. Tiêm vô anh em ơi, tiêm vô mở thẻ nè anh em ơi. Tiêm vô mở cố gắng lấy x10 nha, x10 x10 x10. X10. Bây giờ là không dám la lớn nữa. Bây giờ có x10 cũng không dám la lớn nữa mấy đứa. Không có còn giống như là gọi như là bữa hổm là sung sung như bữa hổm. Bữa hổm mở sung dữ lắm. Còn bữa nay là im luôn. Mấy con rồng tháng sưu tập là chủ yếu. Đúng rồi, rồng tháng là sưu tập. Rồi mấy anh em ơi tìm vô anh em ơi, gán tìm 10K tìm anh em ơi. Liên quân mới la. Liên quân mới la tìm vô anh em ơi. Tìm vô cho thầy nha, x10 nha. Bây giờ là có 7 vé lẻ, rồi chúng ta sẽ mở 7 vé lẻ nha. Mở 7 vé lẻ xong rồi chúng ta sẽ tiến vào mở 10 nha. Quánh liên quân la mới sung đúng rồi. 1 2 3. 7 vé lẻ này sẽ có một vé x10 nè mấy đứa ơi. Sẽ có một vé x10 nha, cố lên. 1 2 3. Rồi. Rồi. Ra vô lại chứ. Cặp si anh xài có giúp hệ chân chân không với ánh sáng hồi nhiều hơn không? Giống như si với phun, si mấy đứa. Si là có D vô là boost si nó mới ok nha. Rồi, rồi chuẩn bị X10, X10 nè, mở 10 nha. Mở 10 mấy anh em ơi, chuẩn bị tập trung vô anh em ơi, tìm vô anh em ơi, tìm vô. 1 2 3. 1 2 3 4.
cố lên 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 gì vậy gì vậy gì vậy gì vậy x1 bó tay à, cái gì trời khai em còn năm mấy vé không biết để làm gì, mở luôn đi mở luôn đi. Đội hình tôi què vặt quải Nacha 80 Stardust, trời ơi không được rồi, Oja 120 mà hai con kia 80 là em ngẫm rồi, nghe mùi banh nao. Thấy con L nó ba chấm quá, tôi con L nó bèo lắm. Rồi tiếp tục nha, X10 gái ơi, X10 gái ơi, gái X10 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 10 10 10 10 10 10 không được rồi, Sukuna quá, Sukuna quá mấy đứa ơi, Sukuna dữ rồi, không được rồi. Anh nợ bơi khoảng bao nhiêu, chắc nợ bơi khoảng tầm 50 củ vô đây mấy đứa. Rồi anh em nào mới tới kênh cho thầy xin một follow kênh nha. Anh em nào mới tới kênh cho thầy xin một follow kênh. Giờ đợi cho nó lâu chút xíu thôi. 1 2 3. Cái này cho nó tự nhiên luôn nè, cho nó tự nhiên coi nó nhảy gì. 10 10 10 10 10 10. X1 em mở con gái một, trời ơi X1 cái này X1 không rồi mấy đứa, cố lên cố lên, ra thoát ra thoát ra thoát ra thoát ra, mà lại nha mà lại nha, chơi game mà như dân chợ gon ngủ gon ngủ mấy đứa ơi, thông cảm gon ngủ 8K1 tim rồi mấy đứa ơi, cố lên. 1, 2, 3 X10 không nghe. Trời, chết rồi. Còn 50 vé cuối cùng. Tặng quà. Tặng tặng quà cho thầy hả? Chưa thầy là gì? Tặng quà gì á bé 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 Phó? Tặng quà gì em? X10 nha, X10 mấy đứa ơi, X10 cái nữa là ngon cơm luôn á. 5 ngon cơm rồi, ngon ngon không ngon mấy đứa ơi, ngon ngon áo bạn bè chưa 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 tặng 50 vé không để làm gì, mở hai cái X10 hai cái năm phải không đứa nghe bé bảo mày dụ khỉ hoài nghe ở bạn bè. Ok, thầy thấy thằng bị ngọng đòi đi đòi nợ chưa chưa ba mươi lăm mà kìa, 35 anh em mời tiêm vô mấy đứa ơi, tiêm vô mấy đứa ơi, tiêm vô nha. 1 2 3 4 ạc mới tạo đi đủ lấy chùm không, trời ơi ạc mới tạo là rồi thầy ghiêu thầy ơi, mà không biết để đổi gì nữa, đổi giọng đi, không lẽ mày đổi hết luôn rồi hả, không lẽ là đổi hết luôn rồi đó hả. 8K2 tim mà mấy đứa, tìm vô mấy đứa ơi. Ngon 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 ngon. Bíp 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 bíp.
10 x 1 x 10 nhưng vẫn không là mốt lì xì mỗi đứa tờ vé số. Ok. 20 vé cuối cũng 20 vé cuối nha. 20 vé cuối mấy đứa ơi. 20 vé cuối này gán x10 nữa là ngon cơm dữ lắm nè. Mặc dù gái bóp tỷ lệ x50 giờ vẫn còn x10 nhưng thầy mở vẫn hơn, chính xác. 3 lần x5 mấy đứa, sớm giờ là 3 lần x5. 3 lần x5 2 hay 3 lần x2 gì đó với lại 1 lần x10. 1 2 3 4 5 6. X10 cái nữa cho ngon cơm coi. X2. X2 nha anh em. Rồi lấy một vé nè, mở một vé luôn. Ủa con thầy tên Gon hay Gon? Chữ sao? Chữ sao? Chữ chữ Gon sao á? Rồi, 10 vé cuối cùng nha mấy đứa, 10 vé cuối cùng luôn. Eo ơi, 10 vé cuối. À, đổi hết rồng trong sự kiện rồi. Em cho được, em cho hết. Nhà em hồi nhỏ đứa đứa nào cũng tên Tiện. Cái gì là sao? Tiện gì trời? Gon là vàng, tức là cục vàng cục cưng đúng á. 1 2 3 4. Cờ cái này x10 luôn đi mẹ rồi đi. Coi được nhiêu rồi. Rồi, Supana. Eo ơi, không đủ rồi mấy đứa ơi, không đủ rồi, mới có 350 à. Đủ thêm con không ta? 350 thấy hiu quá mấy đứa, không đủ con quá. Không đủ thêm con nữa. Cố lên mấy em ơi. Còn một con cúm cùi. Một con cúm cùi nữa. Đây tính đổi là con cuối nè mấy đứa. Cố gắng lấy con cuối nè. Thầy nghĩ sao khi thằng Gon lớn nó xin thầy nợ quay game? Thầy sẽ như vậy nè, thầy sẽ như vậy nè. Giờ đâm chính dùng ô gia hay IS vậy? Đâm chính em dùng ô gia. IS hả? IS đi, ô gia để quýnh quýnh la, quýnh 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 lửa. Ủa, IS IS là như có lửa luôn phải không? IS có lửa. Không, đâm chính là ô gia đi, đâm chính ô gia. Thầy không tham mà. À, một chát. Chắc không kịp mấy đứa, không được. Cái này là trừ khi phải nhúng cái nợ B vô thôi, chứ ngoài nếu mà hoặc là có thể là tiêu thôi. Tiêu cái số 1K8 này nè. Chỉ có cái cách này thôi, chứ nếu mà thầy ăn nguyên một tuần lãi mà cái kiểu mà đi làm là không lấy nổi. Chỉ còn cái cách mà tiêu 1K8 này, nhưng mà tích lũy khổ lắm, thôi đi. Bây giờ là cứ tới đâu hay tới đó. Coi nếu mà trong cái khoảng mà hết, gần hết cái tuần sau mấy đứa, gần hết tuần sau mà cái khoảng còn thiếu bao nhiêu mảnh nó còn mới tính tiếp. Người ta dùng ô gia làm đâm chính, em dùng ô gia để làm con quốc chỉ số. Nhưng mà cái thằng Dương Minh An này nè, Dương An Minh Anh Minh này nè, cái team của em là bất ổn rồi, cái team của em kiểu này là gãy rồi. Hai con liver 80, một con mật, con liver 120. Em không có đi đánh nổi đâu, với lại em không có đi đánh cái gì. Đánh gì mấy đứa quên rồi, mấy đứa tụi cá sồ nó sẽ cho gồng là tương đương với liver 120 của em, nó cho em biết. Ủa quên, hình như cái sồ bây giờ nó chỉ cho là gồng 90 mấy 100% vậy à, mấy đứa phải không? Mấy đứa nhớ cái vụ sự kiện cái sồ ấy. Cái sồ như nó cho gồng còn nhiêu ta? Nước đi xa lầm tuổi trẻ. À, mấy đứa nhớ nhớ cái vụ cái sồ ấy, level 120. Nó dồn vô đánh
chết, con trăm hai là thua. Đúng rồi, nếu mà cái con trăm hai ngẫm là thua. Bữa hổm mình nhớ cái sồ nó cho bao nhiêu tao quên rồi, chạy tự nhiên quên ngang ta. Bữa hổm nó cho cái sồ nhiêu hình như cũng tính theo con, đúng rồi, nó tính theo con mạnh nhất, nhưng mà hình như nó sẽ không cho cái con rồng ly tới gần level 120, nó cho tầm level 100 gì á. Em chơi bằng chiến thuật nên cũng không khó lắm. Sự kiện xuất sắc A cũng đai. Sự kiện xuất sắc A đi. Đúng rồi, đi chapter. Sự kiện xuất sắc A cũng đai luôn mấy đứa. Đi chapter mấy đứa. Mấy đứa gãy liver đi chapter cũng đâu có được đâu. Mấy cái sao biển để làm gì vậy anh? Sao biển nào ta? Ủa mấy cái sao biển gì? Ủa vậy là hơn 600 talit một tuần thì ổn không anh? Một tuần mà hơn 600 talit là quá ngon luôn á em. Em đi một tuần hơn 600 talit là ngon dữ lắm mà. Ngon lắm luôn á. Ở trong cái gương sự kiện anh đang chơi á, cái gương NAB mà vô mai ra cứu được. Thầy chỉ em cách cài lấy cái ngọc như Wonder hay cái trái tim được không? À cái đó hả, cái si hả, cái si là bây giờ là chỉ có thể là mấy đứa bay thôi, mấy đứa cái cách nhanh nhất mà lại mấy đứa là có thể bay thôi á, mấy đứa có thể bay si. Bữa hổm mấy cái si mà trong cái chợ đen á, mấy cái chợ đen nó sale là ok nha em, trong chợ đen nó sale á, còn không là mấy đứa phải đi cái kiểu rồi nè, mấy đứa phải chiến cái si nè, nó có cái chỗ chiến nè. Rồi hiện tại là hết rồi, chiến xong rồi, chiến xong vụ si nè. Hoặc là mấy đứa sẽ đi vào đây mở nha, trong mấy đứa có lan không, mấy đứa có lan thì mấy đứa phải vô lan nè. Ủa đâu 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 bên tự nhiên quên ngang ta. Ngon vậy. Đây nè, nè nằm trong đây nè. Nè tích nè. Tích được nè, mở một cái si nè. Em có 50 muốn có nhanh hay đi theo con đường của Bảo. Mà lười mở quá nè, tích được cái này là số điểm này nè mấy đứa, để mở cái si này thấy không? Cái si này là cái si premium si nha. Đó premium si nè. Mở một cái Remum C. Thêm một cái Wand. Cái Wand có được một cái Wand nè. Mà Wand hình như có nhiều còn ạt chứ. Một cái ạt. Ạt có nhiều còn thiếu Wand không à. Để anh coi anh còn thiếu cái gì ta. Anh còn thiếu cái nào? Wand có nè mà ạt có mà Wand thiếu tùm lum hết trơn. Cái này lên được một cái nữa nè. Lên được một cái Wand. Wonder thiếu tùm lum luôn. Si giờ khó kiếm, đúng rồi, chơi lâu vậy rồi mà chưa có cái si lời luôn á anh. Lâu, đúng rồi em, khó lắm. Nói tóm lại là anh cũng không có bằng mấy người khác. Thầy giao bánh lan chưa? Chưa, để coi cái mới nãy mới cho ăn rồi, mới cho ăn rồi. Tóm lại là anh chơi, thật ra anh chơi cũng gà mấy đứa ơi, anh không có chơi gồ đâu. Nếu mà mấy đứa theo dõi anh một cái thời gian dài thì cũng biết là, với lại anh cũng phải đi làm, anh cũng không có phải một cái dạng công tử này kia, hoặc là nhà có điều kiện để nạp lý lịa vô.
những cái số mà cái số lúa mà anh đổ vô game ngày xưa á mấy đứa là toàn là anh đi làm không đó, là anh chỉ là cái dạng như là anh bay sò, ngày xưa anh bay sò với bay bát, anh chỉ bay sò với bay bát không à, ít cái dạng mà để mà bay vô để mua để cũng như nạp vô đấy để bay mấy con vip vip á. Hello anh trai rồi hello bé bé quý luôn, thầy chơi vì đam mê. Đúng rồi, thầy chơi vì đam mê à. Vui thầy nạp vô không lấy vợ được đâu, chỉ ước ba cặp gà quá hạt thôi chứ không đòi nhiều, thầy nợ bơi không bằng mấy em nước ngoài. Đúng, trời đất ơi, đem thầy đi so với mấy em nước ngoài. Gồng tháng ghép cặp nào? Gồng tháng hiện tại là anh đang ghép cặp này nè, nè cặp này nè mấy đứa, rồi đang tháng nè, thầy cũng mấy con tháng luôn rồi đó, thầy đem đi luyện quá hết trơn rồi, thầy đem mấy con tháng đi luyện quá chủ trơn rồi. Xưa em sai lầm khi nợ bơi vô lấy con 20.500. Đúng rồi nè mấy đứa, cái con 20.500 này nè. Không, nhưng mà thật sự giống như cái con 20.500 đó, nó giống như là cái dạng như là để chứng tỏ chúng ta vậy đó anh em. Không, cũng như là có được cái con 20.500 đó nó cũng ok nha. Ủa, bây giờ nó nằm ở đâu ta, anh cũng không nhớ cái con 20.500 nằm ở đâu vậy, tự nhiên giờ nó đổi kiểu này cái anh không nhớ con 20.500 nằm ở đâu luôn á. Cái con le dành 20.500 á mấy đứa, giờ nằm ở đâu mấy đứa không nhớ luôn á. Con le dành 20.500 nó nằm ở ngoài chỗ nào ta, sưu tầm là chính. Tự nhiên giờ kiếm con 20.500 anh không nhớ nè. Đây đây đây, nằm đây à, đâu nó mất tiêu ở đâu luôn rồi. Đây đây đây, nó nè nè, cái con này nè mấy đứa, với giá 20.500 thì không phải mà bay cái con này, giống như chứng tỏ là tại vì từ lúc mà khai thiên lập địa tới giờ gái nó cho ra cái con này á, là nó chỉ cho ra cái con này duy nhất, cái con le dành này là giống như chứng tỏ anh em chúng ta vậy đó. Con rồng thời gian bự ở trên đảo lên mát đi vờ thì hồi chiêu mấy mấy ngày thầy à, cái con rồng gô nết đúng không, con rồng gô nết này nè, là khi mà đây nè, sẵn sử dụng luôn cho mấy đứa xem nha, đợi xíu sử dụng cho mấy đứa xem luôn. Hiện tại khi mà cái con rồng lên gô nết level 5 rồi á thì 2 ngày sau nó sẽ hồi tiếp nha, sử dụng giảm 6 tiếng rồi nó sẽ 2 ngày sau nó sẽ sử dụng tiếp nữa. Mấy con là hồi xưa mạnh giờ phế vật. Đúng rồi, ngày xưa kiếm con sumo mấy đứa nhớ không, mấy đứa kiếm con sumo với lại lá, ngày xưa lá giống như là lá với lại bóng tối, nó giống như là một cái dạng thế lực nào đó, phải có lá với bóng tối mới được nha. Còn bây giờ thì thôi luôn, lá nó vào nghĩa địa luôn. Ngày xưa là phải kiếm con ao thâm, mấy đứa nhớ chơi con ao thâm không, ao thâm ngày xưa là cũng ngon dữ dằn luôn, con rồng mùa thu. Mùa thu lá bay bay thật nhiều. Rồi đây, sử dụng sức mạnh của nó tham. Đó, một ngày 23 giờ nha mấy đứa, 2 ngày sẽ sử dụng tiếp con Gonathan. Game này nợ bơi bằng banh không tức ghê. Có nhiều cái mà nợ bơi bằng Momo, nợ bơi bằng sim cạ. Con Sumo em cài xuyên đêm tốn mấy nghìn kim cương. Con Sumo hả? Con Sumo hồi đó làm nhà anh đi lấy trong đâu ta quên rồi ta. Con Sumo đó lấy trong Agena phải không mấy đứa? Tự nhiên giờ cũng quên ngang rồi. Sumo đó lấy cho Magina. Mười k hai tim rồi anh em ơi, đúng rồi anh lấy cho Magina. Với anh cũng lấy cho Magina đó. 33 anh em xem nha. Mấy anh em tìm vô là anh có tương tác rồi đó. Thầy chơi bao lâu rồi? Thầy chơi từ năm 2016 tới giờ nha em. 33 anh em à, ai mới tới kênh thì cho thầy xin một follow kênh nha anh em. Anh em nào mới tới kênh lần đầu thì cho thầy xin một follow kênh nha. Thanh kiện mấy anh em rất nhiều. Thủ thành đánh thành á.
Ngày xưa cái Agena nó chơi theo cái kiểu gì nè, cái kiểu gì mà ga cũng như là mấy đứa thủ 6 con, hình như nhớ thủ là 6 con không, mấy đứa 6 con thì nó sẽ có những cái đám mây nó che đi đó, nó có mấy cái đám mây nó che đi á, nó che đi, nó chỉ cho mấy đứa coi cái con, hình như là nó chỉ cho mấy đứa coi cái con một con duy nhất ở bên ngoài thôi, còn năm con kia là nó không có biết, nó không có cho mấy đứa coi là con gì đó, và nó nằm ở vị trí nào cũng không biết luôn đó. Rồi là mấy đứa cứ làm theo cái cảm tính thôi, với lại khi mà mấy đứa có được những cái con mạnh rồi á, nguyên một cái dạng mạnh đó, thì mấy đứa cứ vào khiêu chiến, cứ vào khiêu chiến nha. Ủa không phải, cái kêu cái đó là đánh cái gì ta, đánh cái gì phải Agena mà đánh gì tự nhiên quên ngang mấy đứa, trời lâu quá bây giờ không nhớ nổi luôn. Làm hai cái, ừ đúng rồi, bây giờ gộp, ngày xưa nó có chia làm một cái là mấy đứa đi đánh thủ á, nó có thủ thành thủ nhà nó đó, nó đưa 6 con cho nó thủ á, rồi mấy anh em cứ cứ khi mà mình có đủ, giống như mấy đứa thấy ừ tao đủ 6 con 7 con gì mạnh nữa, bắt đầu là tao quýnh nhà nó, cứ mình mạnh là mình quýnh nhà nó, mạnh là quýnh nhà nó, kiếm ngọc hay sao à, đúng rồi, đi đi kiếm đá đằng sau, kiếm đá đằng sau đúng rồi, tiếng trống mời mày kiếm đá đằng sau, chính xác kiếm đá đằng sau là thủ gì đó mà đó vui. Cái mấy đứa nhớ là nó có cái gì, cái con mắt không, khi mà mấy đứa mà đạt được cái con mắt đó, cái mình muốn xem cái nhà đó đang để bao nhiêu con, cái mình dùng con mắt đó mấy đứa, cái nó mở ra hết, dùng con mắt đó rồi cái nó mở ra hết trơn 6 con, nó cho mấy đứa coi là mấy đứa có đủ đánh được 6 con đó không, cũng vui vui vậy đó. Có cái con mắt đó đó, tích nhiều cái con mắt đó là mở ra giải thưởng người tặng. Rồi Thanh Kiều em luôn một bông hồng xinh tươi, cảm ơn em cho anh một bông hồng xinh tươi. Thầy chơi có lần nào chán game không? Có mấy đứa, có nhiều lúc cũng chán lắm, là có cái thời điểm mà mấy đứa không biết, có cái mấy đứa nào có theo dõi bên cái kênh YouTube của anh không, có một cái thời điểm là mấy tháng trời anh không có đăng cái gì lên YouTube luôn, mấy đứa nhớ không đó, tặng quà gọi Thanh Kiều em luôn, Thanh Kiều bé rồi sao luôn. À, bên YouTube của anh còn cái kênh bên YouTube mấy đứa được 7 k rưỡi subscribe rồi, có anh em nào chưa có đăng ký kênh YouTube của anh thì qua bên YouTube cho anh một đăng ký nha. À, mấy đứa bảo ảnh ghi chữ giờ mà lời với cách Việt Nam là gặp cái kênh anh nè, lúc đó em tưởng anh bỏ YouTube đúng rồi, có thời điểm là không có đăng cái gì luôn, nó giống như nó chán rồi mấy đứa. Với lại mấy đứa biết cái vụ gì không, mấy cái vụ mà giống như mà bị thất tình đó mấy đứa, thất tình rồi là nó không có làm ăn gì được chứ, mấy đứa đấy thì mấy đứa bị thất tình là mấy đứa gì đó, thầy xin năm bao nhiêu thôi đừng có gọi tuổi tác, hỏi tuổi tác buồn, hỏi tuổi tác buồn đó. Già rồi. Chín hai, trời hay dữ trời, bé Thanh hay dữ, bé Thanh biết sinh năm 92 luôn á. Em mỗi tuần chơi mất một ạt gì dữ à, thầy chơi bao lâu rồi, trời đất ơi trời, cái tên đẹp hết sức thì chứ, muốn đọc cái tên mày luôn hết sức luôn mà đọc không được, để cái tên nó nổi thì chứ. Rồi tìm vô mấy đứa ơi, sao còn có 25 anh em xem vậy, tìm vô anh em ơi. Ủa nóng hả ta, sao nóng nhỉ, thầy 32 à, tính tuổi mình là năm nay thầy 33 tuổi đó mấy đứa, tuổi mình thì năm nay thầy 33 rồi đó, tuổi trên giấy thì 32. Nhìn thầy dúng bồi phố mà tụi kêu thầy có con nên hơi lú là sao vậy ông nhỏ nói gì tôi không hiểu gì trơn nha, chuẩn bị ốp nghỉ được ghê rồi, ok cắt. Ủa được nãy giờ thì like được như like bao lâu rồi, like cũng được tiếng nha mấy đứa, thôi chắc anh ốp nha mấy đứa.
Rồi, cảm ơn Sunny luôn, thank you Sunny đã follow kênh luôn nha. Lướt 2 năm tớp tớp mới biết tới kênh tớp tớp thầy. Không, cái kênh tớp tớp thầy thì chắc mới mới đây à mấy đứa. Cũng như là làm lâu rồi nhưng mà cái dạng mà không có biết like, không có biết live stream á. Cũng như là cũng đăng video này kia cũng lên được một một 1.000 người follow rồi. Đó, 1.000 người follow mà không có biết cái vụ mà live stream cái game này nè. Cứ cứ mở lên cái nó giống như mấy cái game mà trong top top nó có đó. Cái anh tưởng đó là nó chỉ cho phép mình like những cái game trong top top có thôi. Mà đâu có ngờ là giống như mình để cái game như vậy mà mình kiếm cái khác đâu. Đó. Đếm ngược ngày chuẩn bị thi. Ừ, mới vừa nhắc mày nè, bây giờ mày lên mày mới nãy nói mày đang thi cử này kia nè. Mai lễ chắc không có đơn đi giao. Đúng rồi. Rồi bây giờ BK like không thầy. BK like không thầy là gì? An bé. Không, không bé ơi. Thầy bây giờ là thầy BK bê kéo gì? Thầy like mà thầy nói chuyện còn không muốn ra hơi là mấy đứa biết rồi. Nè mấy đứa thấy cái mùng làm sao không? Thấy cái mùng sao? Thằng Ron nó nằm trong đó đó. Rồi sao lắm dám la lớn. La lớn nó khóc một cái rồi là ché ché nữa đó. Bây giờ là đợi Ron ngủ mới like không đó mấy đứa. Thầy có con Dương Tiễn hệ đê không? Tội thầy tùm lum con Dương Tiễn luôn. Thầy đem đi gì nấu cao mấy con rồi đó. Em làm lấy 6 7 3.000 tỏi. Em lấy 6 7 3.000 tỏi của Trương Mãn Ly phải không? À, anh xui và ít ra bánh lờ đúng rồi anh cũng vô hoài mà thấy bánh bánh gì không bánh e kiếm cũng khó luôn nữa u với lại g không à u với g không cái gì còn có 16 anh em xem mà ta chơi bao lâu để được đội hình giống thầy nếu mà mấy đứa cái dạng như mấy đứa siêng thì không bao lâu đâu trong vòng 1 năm thôi không có tới lơ mơ không tới 1 năm nếu mà mấy đứa xuyên không tới 1 năm là mấy đứa sẽ có đội hình luôn ngon vip không bao lâu đâu tại vì bây giờ game này nó đại trà rồi không phải như cái thời như mà anh làm rồi đó hồi lúc anh chơi anh ngu như con bò vậy đó mấy đứa cho mấy đứa biết ngu như bò vậy đó. Không có biết cái gì chứ mà đâu cũng đâu ai chỉ mình đâu rồi lên lên xem cái vụ này cũng không có ai làm cái game này nhiều nữa rồi mấy cái thằng làm game này chủ yếu để nó câu view nó câu view câu like để kiếm 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 xiền thôi chứ nó cũng đâu có gành đi sâu vô game này đâu rồi cũng đâu có ai chỉ mình đâu ngày xưa trời ơi ngày ngày xưa mấy 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 idol mà chơi game này toàn là giấu nghề không à game này ngày xưa nó cũng có giấu nghề nữa không có chỉ game này đâu có chỉ gì đâu nó giấu nghề lum lá chứ ít quà tặng có như không nên nghèo nàn đúng rồi phái chơi nhưng mà gà quá chứ xưa hai thằng chơi game dựa vào linh cảm thầy ơi cái gì vậy xanh hôn 1 2 3 25 anh em mà về còn 25 mà anh em nào chưa có follow kênh thầy thì cho thầy xin một follow kênh nha mấy đứa để chừng ngày mai thì ngày ngày mai thầy sẽ like rồi mấy đứa nhớ là nó sẽ có thông báo nha còn mấy đứa không có follow kênh là có khi like nó không có thông báo sự kiện mới cái gì NAB để không có để có kim cương á có nên NAB không thầy hiện tại là em chơi được bao lâu rồi xanh hon nè em chơi giống như là dạng như là em mới tải ở đây luôn hay là sao nếu mà em mới tải ở đây thì em không cần NAB gì đâu tại vì bây giờ cũng trễ em không có đi sự kiện nổi đâu 2 tháng rồi hả 2 tháng gì là em đã đi sự kiện này tới đâu rồi em đi sự kiện này tới được cái gì rồi em được con tê nào chưa em được cái con tê đi theo chưa em được con tê đi theo chưa con trong sự kiện tê giờ mới 250 mảnh rồi hiu quá bé An chắc không quá. Sự kiện tê á hả thầy ừ đang sự kiện tê nè đang sự kiện tê nè em được cái con nào chưa
Sự kiện gì vậy thầy? Đang sự kiện tơ nha em. Em được ba con, trời đất ơi ba con. Tôi tưởng đâu nó cũng newbie mấy cha ơi, ai dè bây giờ nó ba con rồi. Ôi anh lại luôn. Thôi vậy là bây giờ là mày cứ nợ bê đi. Tại vì còn một con nữa là mày sẽ lấy chùm. Nợ bê được đó em. Em nợ bê đi, em coi cái gói nào ngon á. Em nợ bê đi lấy con chùm luôn, đã lỡ rồi. Ba con rồi thì gán lấy con chùm luôn. Chứ bây giờ mày ba con rồi mày ngưng ngang uổng lắm. Video úp Atoba là một cái kỷ niệm khó quên nhất lần úp không nhìn thể. Hồi đó là chưa có cái vụ T mấy đứa. Hồi đó là A nó mới ra. Không, A nó mới ra, nó viết nó không 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 có gành nó thịnh nhớ không? A đứa đó nó mới ra dạng như là Atoba nó mới ra mà. Nó mới ra sự kiện thứ hai thôi chứ nhiêu. Mới lấy chùm xong giao ạt lại cho thành chủ rồi. Được vài xị. Vài xị đi đổ xăng cũng yên rồi. Có thấy sự kiện mới không biết nên nợ bơi không em mới hỏi. Nên bây giờ nó đang có cái gói mà 379 cành đó. Đó, 379 cành mà 2K1 2K 2K kim cương là em nợ bơi cái gói đó đi. Gói đó ngon á. Nè mấy đứa vô cái gói này liền nè cho thầy đây nè 379 cành mà 2K 2K150 game ngon bà cố luôn. Game gì vậy thầy, tao giả mày cái giờ game gì vậy thầy, hay quá ha. Em thấy 249k gì đấy thầy, 249k là gói nào trên đây hả? Giờ có nhiều gói quá à, mấy cái này á hả? Có cái gói này là ngon nè thì nên bay gói này đi. À, bữa chơi tức quá đập đi rồi mới cơm bách lại thầy ơi. Anh ơi em bay sò à, cái mắt gói là sao vậy? Ủa em bay sò chi vậy, em bay cái này đi quả bay sò sao? Tự nhiên bay sọ giờ nó mất tiêu rồi, gắng chịu đi. Bó tay. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Đây, 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 quên nữa mấy đứa newbie. Mấy đứa newbie nè, nè newbie nè. Newbie mấy đứa gặp cái này nè là gái nó mừng dữ lắm, newbie á mà gặp cái này nè. Gái nó mừng bà cố luôn á. Mấy đứa newbie mà bay cái này là gái nó mừng, nó mừng hết nước mắt luôn nè. Không nha em mà bay cái con này là em ngủm cua đẻ. Nói tóm lại là cái team của em đang level mấy, cái team em mà đang level 30 40 mà em bay cái này á thì nó level 40 bay cái này thì nó coi chừng á, bay cái này là coi chừng newbie mà bay cái này là gọi ngủm cua đèo nè nha. Nó quay con e liver. Không, bữa hổm con e liver chăm, bữa hổm con e liver chăm mới nhảy nha. Thấy mới chơi mà đánh đanh rơi vãi hết từng trách thấy bay con liver chăm. Bay con liver chăm là mấy đứa banh luôn, banh nào luôn. Thôi, nớp nha mấy đứa ơi. Mấy đứa nhớ follow kênh anh nha. Có gì để ngày mai anh livestream mấy đứa biết. Ừ. Còn bây giờ nớp. See you again. Thầy em còn cài 208 mảnh nữa kịp không? 208 mảnh trong vòng một tuần hả? Thấy hơi bị hiu với người ta. 208 mảnh trong tuần lâu mà em không nổi nghe em. Sợ là em không nổi á. Bye bye mấy em nha. Nè newbie là ưa bị gái dụ cái này dữ lắm luôn. Gái dụ mấy đứa này hoài mừng chết luôn. Rồi bye bye, see you again. Ngủ ngon. Tất cả anh em ngủ ngon.